Cổng là cổng là công thức gấp đôi. Bởi vậy xa lắm bộ. Đi với một người lạ là cái bà đó mới ngồi lên rồi, rồi cái đầu bà, ông nó thấy em đang lội đó, ông kêu trèo lên, cái trèo lên luôn. Con đợi nó mở đâu chứ ở đâu về vậy đó. Nó về chứ đâu nổi đâu. Nó nở thôi về cho nó ở quê. Mà kêu nó đi hút thuốc về đó. Nhức đầu chóng mặt gì kìa. Nhức đầu chóng mặt xin thuốc uống. Ok, ta tổng rồi đó. Tổng ghê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xe vậy á. Trời ơi, bà nội đi kiếm đưa bà nội. Nó nói mã đâu, đó xe